Hello guys, this is me, Ken, and I'm inside of the car right now, and they told me to fix the driving, my driving, because I'm a little bit in the middle of the road. Today is special because it's my wife's birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And we're gonna celebrate it right now. While the three of them are speaking together, I'm just gonna make sure the parking is in a good place. So I'm just gonna check if everything's okay. Okay, so I think that's that. Okay, see you then. A few moments later. Hey, này! Đâu, này đúng không? Nói! Trời ơi, anh ăn không biết bao nhiêu trái rồi. Thì cái này, y cái mùi ổi luôn. Không xin luôn. Ngon. Ừ, ngon. Đây, bên đây. Nè, hứng đi. Ăn đi. Anh sao mà sao sẽ rửa cái gì? Ai vậy? Cô luôn nha. Corona. 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 Hả? Corona. Mày ăn thử đi chứ. Nhỏ này bị sao á? Không, tao không biết cái lạ. Ăn phải có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Nhanh hả ba? Có giấy khai sản rồi. Đang nhiều lần mà. Thôi. Sao? Nó ngon anh ơi, chua chua ngọt ngọt. Nhưng mình tới trên dây. Đừng ai lừa tôi nha. Lừa mày ăn gian ạ. À. Thấy tôi hiền hiền khờ khờ lừa cho tôi ăn cái bậy cho bà. Không rõ nguồn gốc xuất xứ nè. Hiền thì không biết có không, còn khờ thì chắc rồi. Trời ơi. À khô quá, khi coi tận nè. Ngon lắm Thành ơi. Mày không là một người nói tiếp. Mày đừng có dụ tao. Tao nói thiệt luôn á. Cái mùi ổi tao đuổi cho mày. Tao không có tin vợ chồng mày. Làm cái gì? Ai lừa gạt tiền tình của mày? Chứ mày. Ăn thử đi. Thôi thôi. Nói mày bỏ đống cho tao. Tao nghĩ mày luôn ngon lắm. Thôi thôi. Mày cho tao ăn cái bậy cho bả là tối. Cảm ơn chú mày. Né đây cắt ngươi cho ăn nè. Ngon lắm. Thôi. Thôi thôi. Ăn cho vừa lòng hả dạ đi. Con cái này xùi một mép dễ thành đập nha. Xùi mắt mày. Mà ta scoot thế này kìa đồ. Xùi nhìn phát anh chết rồi. Ông lừa mày ông đâu có ăn vậy chứ, ông có ăn cái nào nãy giờ có ăn cái nào. Lúc xùi đầy chưa bùi là nó. Tôi chưa đó. Chưa đầy chưa bùi là nó. Cả là nãy giờ có thấy ăn cái nào đâu. Để tôi ăn hoài nè cô ơi. Thì ăn lúc trước rồi chứ giờ có ăn ngon đâu. Ngon mà. Chắc thấm hơn hơn thôi. Phun. Em thấy ăn chua chua nhiều. Không bị ổi ngon. Này giống giống như ở Việt Nam là ổ dừa. Ổ xẻ đúng rồi. Thôi hổ tin mấy người. Tin thôi. Thôi gì đâu em không ăn những cái trái không rõ nguồn gốc xuất xứ nha. Tới nói mày ngã ba. Trái ngày ngã ba nó sợ. Ừ, nhất là ăn mấy cái thứ ngày ngã ba. Này. Thấy không? Em đã chia cho nó rồi mà không ăn. Ngon lắm. Nó để đó đó. Đừng khói hẳn nha. Ừ, chua chua ngọt thôi. Đắng muối nữa trời ơi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ khói hẳn. Ngày xưa em nói cái này y mùi đây ổi mà anh không tin. Ai ngỡ lớn lên thành cái ổi thiệt. Anh nói là cái ổi luôn đấy. Mà cái lá nó khác hả? Ừ, lá không phải lá. Ừ, biết ổi giật luôn. Ngày xưa em đi Okinawa chơi đó. Ừ, ổi là phải, ổi giật tôi nói phải đây. Ừ, phải luôn, trả lời em rồi. Sợ, sợ. Này chắc ổi là do giống chim quá. Trời ơi. Thì chim ăn ị ra đó, lên. Chứ cái đầu mình lên giữa rừng giữa rú. Rồi, có nguồn gốc xuất xứ luôn. Nên nó rồi, những cái gì thuộc cái lĩnh vực ngã ba bớt bớt ăn lại đi. Tí nữa chắc tao phải đi ra dím thêm mấy cái chua về. Cái chua không ngon lắm. Tối nay đừng có kêu, tao kêu cấp cứu. Má xùi một mét tao kêu tiền hoài chứ giờ biết sao. Rớt tôi mất rồi. Ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Hồi tối nằm thả ngửa ra nghe. Ngon quá. Ừ, ai biết được à, biết đâu bất ngờ. Ngon quá trời. Mới xịt thuốc rầy. Trời ơi. Ở rừng ngủ bụi mà kêu xịt thuốc rầy. Tao xịt cho. Mua chút tô đi ní cư ta. Mua chút tô. Thì có khó. Yết tế, có thể yết tế ứ say ra trời. Cái này, tí
anh lấy trái chín em thôi thôi em không ăn trái chín, không có ăn đâu mà em thích ăn trái sống, mà trái sống rồi không có thấy đường hái, còn trái chín đụng hết à. Không, mày đừng nói giờ sống chín như mày thấy đường. Cái đèn này là không rọi, để dành tao đi bắt cua này. Thì lấy luôn ra mà đó rọi người ta thấy sợ. Có sao đâu, mình đã ăn trộm người sợ. Đấy, em còn sợ. Người ta đi qua đi lại, người ta nhìn á, mà người ta đâu có nói gì đâu, tại vì nó nằm ở ngoài đường. Trời ơi, thôi đấy, ngoài ra thái ra hả? Anh hái cho đứng lên thử luôn. Em hái thử ngon hơn cái hái mà. Ngon vậy? Cái tay này ăn tốt lắm á. Thôi, sợ. Ngon cái mà. Cái ổi là ăn tốt trong máu, đẹp da. Thôi đẹp ăn tiếp đi. Tao đâu muốn đẹp mình, tao để ốc hồi tao ăn. Còn ai ăn? Cái gì hả? Gì? Thấy đảm đang quá quay quậy hay sao? Chèo đi ra ngoài đi chỗ anh lúc anh điện đây em điện đây. À. Bắt bò ngư con nào đấy mà lớn này. Đó xong đi xong chịu nói đi. Rồi, ăn rồi. Đó. Bắt con nào? Chiếc hai con chặt sắt cái mà. Phải ăn không đông nhanh vậy? Chiều rồi xong rồi rồi đâu đi. Đi bắt được mới ốc này gan. Gan xong là quên mua tâm. Mẹ cha nó bỏ lại không ăn. Nó để chiều. Giờ mới mua tâm. Ăn nhiều cái ổi quá, thì khắc phục. Đó chấm muối muối đó hay. Hello, hello cả nhà. Bữa nay tôi trổ tài đảm đang nha. Kêu nói nấu cái gì giống như mấy bà bên Mỹ hay quen nấu ăn đó. Anh chào mọi người, hôm nay mình làm món gì đó. A few moments later. So we are now here outside. We're doing the barbecue here. And that's my wife. It's her birthday today. Birthday. Yesterday's birthday. This is her. Bây giờ để lên để mà nướng được. Celebration. Look at that fire. Em bỏ cà với nấm. This is the vegetables that we're gonna do. Bung sao đây? Mushrooms, eggplant, some cabbage and some cucumber. And I'm gonna get some plate. Okay, just wait. 12 seconds later. Mấy thằng rượu quậy chứ mình nói thằng chị. Thì là nói mấy thằng. Thì thời tiết kiểu này. Nói chị. Thời tiết kiểu này mà ăn nhậu dữ quá và cả rồi không có chịu biết giữ lấy thằng. Sợ thiệt luôn. Trời ơi, con cái giờ anh cũng nhà nào nấy ở chứ không có ở nhà anh chăm được đâu. Có thân. Cũng đi làm công nhân với bà nội. Chứ có phải làm. Làm ông làm tướng không bên tay đâu. Con phải biết chừng biết mực chứ. Thiệt con luôn. Con cháu bên đây đi làm công nhân lương tháng 5-60 triệu. Yum. Thiệt quá. Thiệt luôn mà em là con đã nói rồi. Yes. Thân thì vẫn lấy thân chứ ai đâu mà cứu kịp thời được. Đấy. Kiểu là mà ai cũng phải bởi già rồi mà thì già mà không giữ lấy thân mà mấy ăn nhậu á thì bởi. Cái gì? Cái gì giọt giọt cái gì nó liếc qua đây. Liếc cái gì? Tôi nói mấy ăn nhậu chứ có ăn nhậu một không tiếng. Mấy thằng không ăn nhậu sao bị vậy được đúng không? Người ta khỏe mạnh có ai trúng gió trở trời gì đâu. Đó. Cái nhậu ít thôi, cái nhậu nhiều. Không dám nhậu nhiều đâu. Quên cỡ khẩu trang này ăn mới được. Đi xíu nên giữ lại mấy cái vỏ này nha, đừng có bỏ nha. Đừng ăn luôn nha mấy đứa. Ken. À ta có đây ta bên này. Em. Doste. Nakami da ke. Một chút nữa, một khát nữa đấy, nani tiru no. Chơi này cũng. Nói là bữa nay đáng nhịn nó nghe. Chết mẹ quên. Sumasen deshita. Quên kiểu gì mà tiếng chanh tay gì đổ muối. Watashi no 18 no fans no minasan sumasen deshita. Ô cái gì thơm quá. Nặng vô. Nặng cái gì vô cái gì tự nhiên chanh kêu nặng vô. Má rồi bà người nặng tao. Ôi rồi giờ tao nặng hả mày? Tao đứt rồi. Đưa đây. Đưa bánh kia. Đứt trời khổ thiệt á. Có sức không được người ta bóp. Đây đây. Cái này không có sức mà đi vừa. Đi đây có sức tôi bóp cho. Bóp chanh nè ba. Đừng có quay qua tôi bóp đây. Khổ của bà hay bóp. Trời ơi. Đừng có đùa. Bưởi đen ơi, bưởi đây. Xíu. Bưởi đây. Trái chanh nè, chắc cỡ như trái hành. Ồ, ba lớn vậy hả? Ê, hạnh chắc này. Ồ, look at that. Ờ, vậy em nói nó mà. Cái chanh này. Vậy mà nó kêu nó gì? Không ra. Mấy chị coi á. Mày thấy có sức mà nặng không ra nước kìa, mày thấy không? Vậy là thôi, nghi lắm. Phải. Nghi ngờ cái người ta gì? Người ta kêu có cây giết bằng hết mực. Đó. Thế này gọi là giết hết mực. Tại vì nó làm cái này nó làm ngộ. Đừng có đổ thừa. Bớt không? Tóm lại lỗi mày hay lỗi ảnh? Tại ảnh. Rồi, có sức mà bớt không ra nước là tại ổng. Sao có sức dữ lắm đấy. Nó ai biết đâu mà tự nhiên vừa bớt không ra. Ê, kỹ sư lửa coi. Tại mấy kỹ sư gần nhà em nó kêu hết. Trời ơi, chị đọc coi giờ. Cho cây nữa coi. Chị kiếm chỗ nào
chị cho em đi làm thêm đi chứ giờ em có sức em muốn dùng quá luôn mà giờ không biết có gì chỗ xài vô chỗ, không chỗ nào. Xài tháng kem ha, tới đây lên nhà tôi nghe. Trời tưởng xin thịt cá không có chứ giấy cho đây, hộp luôn đi. Đó, mình xài phui hộp mới. Đi hộp mới cái gì? Đây. Đây. Phui rồi mà. Này. Đây. Thôi thôi lấy bánh kem mình cắt trước đi. Được chưa? Có cái đẹp. Chưa từ từ đi, cái này nó chín rồi lấy gì? Từ từ cái này nó chín đã. Nướng nhiều nhiều lên cái. Đúng rồi. Chưa kịp nướng gì hết rồi bạn ơi các bạn. Nó thả miệng ra. Mày lấy một cái Osara bự ra đây đựng rác đi. Hả? Osara bự đựng rác luôn. Nào. A few minutes later. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Locke. Happy birthday to you. Happy birthday. Nó để Locke cười ta kế. So, happy birthday Locke. マイフーストか書かないよ。マイフースト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 マイ
Ah, okay. Just a minute. 12 seconds later. A few moments later. Này ăn giống món, mình thì ăn món khác mà hỏi gọi hỏi mày hỏi cái gì tao gọi cái đó, con này cũng gọi cái đó. Để hai đứa ăn luôn đi tao nhịn. Mày lặt lòi mà. Đó nói tao nó. Còn ý là muốn mua cái gì, muốn chỉ gì là hai đứa cùng ý. Ừ. Tao nói là ăn cặp rồi xin. Tự nhiên xin thêm mày chi. À chứ đã. À chứ thiệt. Anh xin nè. Mới bảo qua trong gió luôn. Nè. Hôm nay tao lôi. A few minutes later. Không muốn đâu. Yes. Yes. Có bắt đầu. Không nhớ nữa. Look at that. It's my wife's birthday. Happy birthday. Yes. Đây cho củ khoai đen. À, tập chết à. Sao xin tức đi. Cái này là hộp cái này. Đẹp cái gì? Xong lấy ra coi. Cái này là qua bao nhiêu năm mà làm bạn với nhau là em biết nó cần cái này. Ai? Phải đen như vậy nói chịu. YouTuber. YouTuber. Rai shu ka sa rai shu mieru yo. Có cần người ta tắt đèn không? Yes, look at that. Oh! Happy birthday, huh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow your candles, love. Yo. Mày ước đi, mày ước làm sao tao về nhà mày tao ở luôn. Ok. Lock, blur candles. Thôi đi. Thôi. Woo. Yes. Nó quay như nó có chụp hình đâu mà đi quay thành cái này rồi. Ok, let's eat. Yes. Good eat. Yes. Handsome. Yeah. Beautiful, beautiful. Beautiful. Chắc này muốn thấy. Thằng này, nãy sau đây. Ý. Nói đây nha. Ngang đẹp. Nè. Look at that. Yay. Yes. Tối hai đứa là 12 seconds later. Đâu à? Phải có chứ anh nhờ. Ờ. Mày nó mua có dao cắt rồi có đĩa thì đủ mà. Phải có dao, có đĩa, có chén chứ. Nè, giờ cứ gom vô đi. Không giờ tiền, không, hai không tiền mua dao là có đầy đủ luôn mà. Công ty hai chồng biết công ty mua à? Công ty hả? Thì nhờ anh công ty mua cái keo mà. Ừ.
Okay, okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sumimasen, watashi no okusan sukoshi. Wow! Hi, hi, Sanubun, mowari desu. Ê, có cái gì Em ăn dĩa. Em ăn dĩa. Tao thấy chưa? Tao là sinh nhật tao, tao ăn dĩa là phải. Ngon. Mày ăn miếng này đi, không là cái sao? Cho tiểu đường luôn. Cho đau ngọt á. Rock and roll. Ngon. T-shirt rock and roll. Oh, oh. Oh, oh, ngon. À, ngon, ngon. So, ok, khách sạn sắc. Oh, so, so, so. Dozo. Ok. Nghe nè. Ôi xin. Mình ít muỗng quá. Đâu giờ? Đâu giờ? Đây nè, lấy cái này này. Em kem ăn cái này. Tôi có khoa đứa này không? Có đây đứa này không? Đâu giờ? Đây này, đây giờ? Có hả? Bữa hôm mình nhờ anh như còn mà. Ăn nhiều. Anh cười quá, nó hỏi anh ít ăn nhiều. Ta không ăn thì cắt ta không ta. Rồi, nó cười ăn bánh kem. Ôi xin rồi ạ. Ăn nhiều. Phật tử sẵn sư ngồi nghe. Nico đặc biệt. Nico to. Kuma đặc biệt lúc của tôi anh ta đây. Chọn phát đi. Phật tử sẵn nhà nghe tiếng sư quý tập biệt. Phật tử sẵn đâu rồi? Đâu rồi đâu rồi? Đâu rồi tập biệt tập biệt Phật tử sẵn. Đâu rồi? À? Đấy. So this day. Ít thôi, ít thôi, ít thôi, ít thôi. Ít thôi, ít thôi, ít thôi. Ông nội này né ra để nó hùng lộn bây giờ. キスする。あ、大丈夫。ベッド私ソファ。あ、楽しいだよ。I love you, you stay。あ、匂いにらん。すごいね。何でもいいです。あなたと幸せです。 Anh nói cầm này tao với mày có ăn là mày đi mất hả? Liên quan gì nữa? Lê em bằng chân. Đây nè. Nó tự nhiên giữ cho ăn cục với không cho mình ăn. Ăn đi. Ngon. 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 Mời cả nhà ăn nha. Ngon. Ok nè. Có quá yêu sớm biết thì bắt tôi sẵn không ăn. Tạm biệt tên, tạm biệt tên. Thôi ăn đi nha. Hôm tôi chi xe nó khó đặc biệt rồi. À, để muốn ăn. Lấy cho anh đấy đi. Không ăn lấy cục, nó còn nhiều. Atarashi camera mà miss kita yo. Camera mà. Ăn nhiều. Sao vậy? Cho nó thôi. Cho nó nhiều quá không tốt. Ừ. Mấy cái này không có mấy đâu mà. Nhiều quá, cái hàng nhỏ xíu mà không được làm được gì chứ. Leo. Tại bên này. Chắc thế. À, tại bên này. Sai thế không? Giỡn luôn, giỡn luôn. Giỡn luôn. Coi. Không muốn gì kìa. Nha, tắt lên thôi. Cảm ơn. Ồ. 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 Kì càng hết sợ ato kô đông đà. Kì càng hết sợ. À, đi kì tà nó? Kô đông đô kô nì rô nó? À, imas rô. Đô kô? Việt Nam. Đô sê nì hôn nì mô đô? Đam mê đê rô? Đi kì, đi kì rô? Đi kì, đi kì nà, xin xin xê rô. Nàn sai? À, dông sai. À, ok. 6 歳 だと 大丈夫. けど 日本の小学生 エンジニア 多分できる. けど 私たちは実習生. À, 工場の? できません. Hai mày có nhận con nuôi. À, 工場 だ. À, 工場 だと out. Hai mày có nhận con nuôi. Nhận tao làm con nuôi nè. Chodo interview. Nhưng mày về mày ăn hết của à. Tao nói. Thế quá đáng không? Ừ. Cái ông cục bánh kèm anh nói vậy? Sugoi ni kotobu mitai da 2 sai. Nè.
パトさん まだ欲しい。オッケーだよ。 食べて。 ダメだって。ひどいね。優しい。甘さを甘さ。甘い。甘い。もっと買ったのがもっと甘いで、あんたの私のバースデーケーキの甘いだよ。 ăn rồi, ăn em mập đầu. Em có cỏi. Cái này ăn cũng phải cần ít phải ăn nhưng phải ăn liên tục đâu mà béo trời. Này ai ăn số cả. Nên nước mập thì. Đầu rồi ăn số. Ăn nhạt số mà. Đầu rồi ăn số. Nhưng như vậy là nó cũng không ấy, không béo được. Cái này ăn có cục này ăn kiểu số. Mới gọi thắng gọi ra khi nhập rồi đây. Đầu rồi. Phát nữa không? Thôi, ngán. Ăn là một cái. Cô xin là khéo xin này. Cô xin là gì?